Thi Thiên 100. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va. Hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài. Hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Luca chương 21. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng của họ vào thùng lạc hiến. Ngài cũng thấy một bà quá nghèo dâng vào 2 đồng tiền. Ngài phán: thật, ta bảo các con, bà quá nghèo này đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác. Vì mọi người đều lấy của dư mình mà dâng, còn bà quá này rất nghèo túng, nhưng đã dâng tất cả những gì bà ấy có để nuôi sống mình. Nhưng có mấy người nói về việc đền thờ được trang hoàng bằng đá đẹp và lễ vật. Đức Chúa Giê-xu phán: sẽ có ngày tất cả những gì các con thấy đây sẽ bị sụp đổ hết, chẳng còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác. Họ hỏi Ngài: thưa Thầy, khi nào các việc này sẽ xảy đến, và có điểm gì cho biết các việc ấy sắp xảy ra? Ngài đáp: hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng chính ta là đấng ấy, và thời kỳ đã đến gần. Các con đừng theo họ. Khi các con nghe nói về chiến tranh, loạn lạc thì đừng kinh hãi, vì những việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Rồi Ngài phán tiếp: dân này sẽ nổi lên nghịch cùng dân khác, nước nọ chống lại nước kia. Sẽ có những trận động đất lớn, đói kém cùng dịch lệ ở nhiều nơi. Sẽ có những việc khủng khiếp và dấu lạ lớn ở trên trời. Nhưng trước khi những điều đó xảy ra, các con sẽ vì danh ta mà bị người ta tra tay bắt bớ, giao nộp các con cho nhà hội và khám tù. Các con sẽ bị kéo đến trước mặt các vua và tổng đốc. Đây là cơ hội để các con làm chứng. Vậy các con hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo nghĩ trước phải bênh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan mà không kẻ thù nào có thể chống cự và phản bác được. Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình bắt nạt, và họ sẽ giết vài người trong các con. Các con sẽ bị mọi người thù ghét vì danh ta, nhưng một sợi tóc trên đầu các con cũng không mất đâu. Nhờ sự kiên trì mà có con giữ được linh hồn mình. Khi các con thấy thành Jerusalem bị quân lính bao vây, thì biết rằng sự tàn phá thành ấy sắp đến. Lúc ấy, ai ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào nhà. Vì đó là những ngày báo thù, để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú, vì sẽ có đại họa trên đất và cơn thịnh nộ giáng trên dân này. Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm và sẽ bị đem đi làm nô lệ giữa các nước. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến khi các thời kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Còn dưới đất, các dân sầu não rối loạn trước biển cả ba đào gầm thét. Người ta ngất đi vì kinh hãi trong khi chờ đợi những gì sắp xảy ra cho thế giới, vì các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. Bây giờ, thiên hạ sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh mà ngự đến giữa đám mây. Khi nào các việc đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng, ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi của các con đang đến gần. Ngài kể cho họ một ẩn dụ: hãy xem cây vả và tất cả các cây khác. Khi nó mới nứt lọc, các con thấy thì biết rằng mùa hạ gần đến. Cũng vậy, khi các con thấy những điều ấy xảy ra, thì biết vương quốc Đức Chúa Trời đã cận kề. Thật, ta bảo các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho tới khi mọi sự kia xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.
Vậy hãy thận trọng, e rằng vì sự ăn uống quá độ, say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các con mê mẩn chăng? Và ngày ấy đến thình lình như bẫy sập trên các con, cũng như trên tất cả mọi người ở khắp mặt đất. Vậy phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Ban ngày, Đức Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ. Còn đến tối, Ngài đi ra và ở qua đêm trên núi Ô Liu. Sáng sớm, cả dân chúng đến với Ngài trong đền thờ để nghe Ngài giảng dạy. Ê-xê-chi-ên chương 4. Hỡi con người, hãy lấy một viên gạch đặt nó trước mặt con và vẽ thành Jerusalem trên đó. Con hãy vây hãm nó, dựng đồn, đắp lũy nghịch với nó, đóng quân bao vây và đặt mái phá thành chung quanh chống lại nó. Rồi hãy lấy một cái chảo sắt làm bức tường sắt ngăn giữa con với thành. Rồi xây mặt lại với nó sẽ bị vây và con sẽ vây nó. Đó sẽ là một điềm cho nhà Israel. Kế đó, con nằm nghiêng bên trái và đặt tội lỗi nhà Israel trên con. Con nằm như vậy bao nhiêu ngày thì sẽ mang lấy tội lỗi của họ cũng bấy nhiêu. Vì ta đã định cho con số ngày bằng với số năm tội lỗi của họ, tức là 390 ngày, con sẽ mang lấy tội lỗi nhà Israel như vậy. Khi những ngày ấy kết thúc, con sẽ nằm nghiêng bên phải và mang lấy tội lỗi của nhà Juda suốt 40 ngày mà ta định cho con, một ngày thay cho một năm. Con hãy quay mặt về thành Jerusalem đang bị vây hãm và đưa cánh tay trần ra để nói tiên tri chống lại nó. Này, ta dùng dây trói con lại và con sẽ chẳng xoay qua, xoay lại được cho đến khi những ngày bao vây thành kết thúc. Con cũng hãy lấy lúa mì, lúa mạch, đậu, đậu lăng, kê và đại mạch để vào cái bình dùng làm bánh cho mình. Con nằm nghiêng bao nhiêu ngày thì con sẽ ăn bánh đó bấy nhiêu ngày, tức là 390 ngày. Đồ ăn mà con sẽ ăn mỗi ngày nặng khoảng 200 gram và con sẽ ăn theo giờ quy định. Nước mà con uống cũng sẽ lường khoảng hơn nửa lít và uống theo giờ quy định. Con sẽ ăn bánh ấy như ăn bánh mạch nha, và con phải dùng phân người để nướng bánh trước mắt họ. Đức Giê-hô-va lại phán: Con cái Israel sẽ ăn bánh ô uế như vậy trong các nước mà ta sẽ đuổi họ đến. Tôi nói: Ôi lạy Chúa Giê-hô-va, linh hồn con chẳng hề bị ô uế. Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, con chẳng hề ăn con vật tự nhiên chết hoặc bị thú rừng cắn xé, và chẳng có thịt gì bất khiết vào trong miệng con. Ngài phán: Được, ta cho phép con lấy phân bò thay phân người để nướng bánh. Rồi Ngài lại phán: Hỡi con người, này ta sẽ cắt đứt nguồn lương thực ở Jerusalem. Họ sẽ cân bánh mà ăn trong cơn sợ hãi, lường nước mà uống trong nỗi kinh hoàng. Vì thiếu bánh và nước, họ nhìn nhau kinh hoàng và bị tiêu hao do tội lỗi mình. Ê-xê-chi-ên chương 5. Hỡi con người, hãy lấy một thanh gươm bén dùng làm dao cạo râu mà đưa qua đầu và râu của con. Sau đó, dùng cân để cân mà chia tóc ra. Khi những ngày vây thành kết thúc, con hãy đốt 1/3 tóc ấy ở giữa thành, rồi lấy 1/3 khác dùng gươm mà đánh nó ở chung quanh thành, và rải 1/3 cuối cùng ra trước gió, vì chính ta sẽ tuốt gươm đuổi theo sau. Trong những sợi tóc còn lại, con hãy lấy một ít mà buộc vào vạt áo choàng của mình. Con cũng hãy lấy vài sợi tóc trong số đó quăng vào lửa và đốt cháy. Từ đó, lửa sẽ lan ra đến cả nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán: Đây là thành Jerusalem. Ta đã đặt nó làm trung tâm của các dân tộc và của các nước chung quanh nó. Nhưng nó phản bội phán quyết ta, làm điều độc ác hơn các dân tộc khác, chống lại luật lệ ta hơn các nước chung quanh, vì họ từ bỏ phán quyết ta và không bước theo luật lệ ta. Do đó, Chúa Giê-hô-va phán: Vì các ngươi ương ngạnh hơn các dân tộc chung quanh, không bước theo luật lệ ta, cũng không gìn giữ phán quyết ta, ngay cả tiêu chuẩn của các nước chung quanh,
các ngươi cũng không theo nổi. Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: Này, ta, chính ta sẽ chống lại ngươi, và ta sẽ thi hành sự phán xét ở giữa ngươi, để các dân tộc đều thấy. Vì mọi điều ghê tởm của ngươi, ta sẽ làm cho ngươi một điều mà trước kia ta chưa hề làm, và sau này cũng không hề làm nữa. Do đó, ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con sẽ ăn thịt cha. Ta sẽ thi hành sự phán xét trên ngươi, và ta sẽ làm cho tất cả những người sống sót của ngươi tan lạc theo mọi hướng gió. Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, vì ngươi đã làm ô uế nơi thánh ta bằng những điều ghê tởm, kinh khủng, nên ta sẽ triệt hạ ngươi không thương tiếc. Mắt ta sẽ không đối thương ngươi nữa. 1/3 trong ngươi sẽ chết vì dịch bệnh, bị tiêu hao vì nạn đói kém ở giữa ngươi. 1/3 sẽ chết vì gươm đau ở chung quanh ngươi. Còn 1/3 nữa ta sẽ làm tan lạc theo mọi hướng gió và lấy gươm truy đuổi họ. Cơn giận ta sẽ được trọn và cơn thịnh nộ ta lắng xuống và nguôi đi. Khi ta đã trút cơn giận trên họ rồi thì họ sẽ biết rằng vì lòng sốt sắng mà chính ta, Đức Giê-hô-va đã phán với họ. Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang vu và trở thành nỗi sỉ nhục trong các nước chung quanh ngươi và trước mắt kẻ đi qua. Khi ta nổi giận phán xét ngươi, đổ cơn thịnh nộ trách phạt ngươi, thì ngươi sẽ trở thành nỗi nhục nhơ và sự chê cười, lời cảnh cáo và nỗi kinh hoàng cho các nước chung quanh ngươi. Chính ta là Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ bắn vào các ngươi những mũi tên độc của cơn đói kém để hủy diệt các ngươi. Ta sẽ bắn để tiêu diệt các ngươi. Ta sẽ thêm sự đói kém trên các ngươi và sẽ cắt đứt nguồn lương thực của các ngươi. Ta sẽ giáng cơn đói kém trong các ngươi và sai thú dữ cướp đi con cái các ngươi. Dịch bệnh và sự đổ máu sẽ trải qua giữa ngươi. Và ta lại sẽ sai gươm giáo đến trên ngươi nữa. Chính ta là Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Ê-xê-chi-ên chương 6. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy xây mặt về các núi của Israel và nói tiên tri chống lại họ rằng: Hỡi các núi của Israel, hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán với các núi, các đồi, các khe suối và các thung lũng: Này ta, chính ta sẽ sai gươm đao đến trừng phạt các ngươi, hủy diệt các nơi cao của các ngươi. Bàn thờ của các ngươi sẽ bị phá tan, bàn thờ song hương của các ngươi sẽ bị đập vỡ nát. Ta sẽ ném những kẻ bị giết của các ngươi trước mặt thần tượng các ngươi. Ta sẽ đặt những xác chết của con cái Israel trước mặt thần tượng của họ và rải hài cốt các ngươi chung quanh bàn thờ của các ngươi. Bất cứ nơi nào các ngươi ở thì thành trì sẽ bị tàn phá, các nơi cao sẽ bị hoang vu, đến nỗi bàn thờ của các ngươi bị điêu tàn và đổ nát. Thần tượng bị đập bể và không còn nữa, bàn thờ song hương bị triệt hạ và mọi công việc của các ngươi bị xóa sạch. Những kẻ bị giết sẽ ngã xuống giữa các ngươi và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, ta sẽ còn chừa lại một số người, vì sẽ có một số người trốn thoát khỏi lưỡi gươm khi các ngươi bị tan lạc trong các nước. Những kẻ trốn thoát trong các ngươi sẽ nhớ đến ta trong các nước mà họ bị bắt đến, và họ biết rằng lòng ta đau đớn vì sự tà dâm của họ đã khiến họ lìa bỏ ta, và cặp mắt tà dâm của họ hướng về các thần tượng mình. Bây giờ họ tự oán ghét mình về mọi điều dữ họ đã làm và về những việc kinh tởm của họ. Họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, và lời cảnh báo về tai họa mà ta giáng xuống không phải là chuyện viển vông đâu. Chúa Giê-hô-va phán thế này: Hãy vỗ tay, dậm chân và nói: Than ôi, vì mọi điều dữ đáng ghê tởm của nhà Israel, vì họ sẽ chết bởi gươm đau, đói kém và dịch bệnh. Kẻ nào ở xa sẽ chết bởi dịch bệnh, kẻ nào ở gần sẽ ngã dưới lưỡi gươm. Kẻ sống sót và kẻ bị bao vây sẽ chết bởi đói kém. Như thế, ta sẽ trút xong cơn giận của ta trên họ.
khi những kẻ bị giết của họ nằm giữa đám thần tượng chung quanh bàn thờ, trên mọi gò cao, trên mọi đỉnh núi, dưới mọi cây xanh và cây thông rậm rạp, khắp những nơi họ dâng hương thơm ngào ngạt cho các thần tượng mình. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, ta sẽ giơ tay ra chống lại họ và khắp nơi họ ở. Ta sẽ làm cho đất trở nên hoang vu, tiêu điều, từ hoang mạc cho đến Diblat. Bây giờ họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.